Thiên cơ nói trước mà sau, bây giờ nói chuyện mau mau tới rồi. Sấm đồng đông nam á khởi kỳ, giảng truyền huỳnh đạo hộ cơ nguy. Trung sơn vương Phật phong thần đình, giang bảo quân sư thể thành quy. Tân tạo kim đầu danh khuyết tịch, niên y bạch quỷ thử cao phi. Đinh mộ tiên Phật hiền nhân trạch, vì quy tam hà định khổn nguy. Đây tạm mượn một bài văn thuyết, phân thời cơ cho biết hầu kỳ. Trung ương sấm nổ âm y, nơi nào cũng thấy loạn ly điêu tàn. Trai đôi mươi nghinh ngang hung dữ, gái thì không còn dự tiết chinh. Bạc vàng xem nặng hơn mình, cho nên nhồi quả văn minh hồi này. Anh Mỹ Úc liên dây kinh tế, Á Phi tầm huynh đệ nương nhau. Liên Xô ngồi ngõ trước sâu, mặc tình Tào Tháo lao đao nhiều bề. Đinh Niên Hà hồng kê Mao Tầm, Thượng Mồ Lai họa vần Đông Hồ. Trung Sơn định cử kinh đô, Phúc Lai bất nhị hòa vô đơn hành. Dài vằn vặc chiến tranh khổ não, đồng xiêm đài ứng khảo cao miên. Thư hùng một trận cương biên, ôm nhau mà khóc bỏ tiền quên ăn. Đêm mờ tối liềm trăng làm chủ, lập lòe sao vận vụ địa cầu. Bình minh hiện xuống năm châu, rồi tan ác trượt đổi đầu âm tinh. Thái Bình Dương thình lình nổi sóng, cuồng phong ba khơi đồng Nam Đài. Hắc Long thừa kể ra oai, Bạch Long chớp nhoáng chia hai con đường. Một theo Phật hầu nương bổn giác, hai luân hồi chịu phạt thảm thê. Ta nay mượn bút khai đề, vâng theo điệp chỉ sắc phê thường tòa. Đất Di Lặc lòng hoa sắp ngự, khai triều nguồn đồ dự phong hiền. Chia ra thần thánh Phật tiên, chọn trang đạo pháp kỳ duyên dồi mài. Hạ chánh chiếu chuyển khai huỳnh đạo, xuống bút huyền cơ khảo nặng mang. Muốn nên được mỗi đạo vàng, lửa hồng cam chiều mới hồng kim chuyên. Ai nạn chí nặng phiền thế cuộc, bệnh trầm khá đắng thuốc mới lành. Thời chưa mạng thế chưa sanh, cho nên các bậc hùng anh còn chờ. Cơm phiếu mậu tạm thời lúc đói, bụi hàng vi ai khỏi ưu phiền. Trong khi thế tục đạo điên, đạo vàng ẩn ánh để khuyên chờ đời. Châu Văn Vương ngộ thời phạt chủ, chờ tử nha tướng phụ lương tài. Văn minh cơ xảo đời nay, tích xưa bàn luận mặc ai chê cười. Vài tiên tri nguyên căn đệ tử, xem qua rồi nên giữ vào tim. Luận suy chân nghĩa công tìm, dầu thông thiên lý nên yên ẩn gìn. Khỉ ngồi đời kê minh ngọc thổ, Bắc Kinh Di bạch lộ sơn phong. Triều Tiên xương chất đầy đồng, thải cao lèo chuyển cuối rồng gà bay. Nam Việt ứng một ngày tân tạo, lục cụ duyên quả báo kim vương. Mặt trời lỗ dạng nam phương, Trung Đông chiến hòa dân lương điêu tàn. Cùng lật tận Mỹ hoang Nga tản, anh tiêu điều pháp nàng trung suy. Nhật mưu đất lược ẩn bi, Việt Nam thánh xuất phục quy kim thành. Trần gặp cảnh tan tành đô thị, nhìn ruộng hoang tận chỉ chân trời. Thở than kêu khóc hết lời,
mới tường luật định của trời bán ra. Đây nói đoạn sang hà dồn dập, bày ra điều tránh chấp dân binh. Chừng nào được đứng anh minh, lo cho xà tắc quên mình mới yên. Giờ do lũ Tây Phiên đình liều, giống lạc hồng cam chịu vì sao. Mật kia để trước mũi dao, nghe mùi phượng phất tranh nhau giật giành. Chừng đứt lưỡi anh em cùng khóc, thế mới tường bài học si mê. Khách nào khách nọ ra về, khi nào khách nọ ra về, tài giá tan nát châm bề đạo điên. Cầu ngọc để diệu huyền ban bổ, nguyện Phật tiên cứu độ dân lành. Nam mô thường tổ tam thanh, trạch trang trung liệt lập thành thượng nguồn. Trích trong bài pháp sấm giảng trung gian, do pháp chủ Huỳnh Đạo thuyết nhân dịp xuân Đinh Vị, Đinh Mùi năm 1967, hội thánh nhị giang tòa, thánh Bụi Sơn, Cẩm Sơn, Trì Tân, Châu Đốc ứng hành. Lời bình về những câu sấm trên: đinh niên hà hồng kê mau tận. Chúng ta ghép chữ đinh vào chữ kê sẽ có thuật ngữ đinh kê, ám chỉ năm Đinh Dậu 2017, và ghép chữ hồng vào chữ mau sẽ có thuật ngữ hồng mau, ám chỉ Đảng Cộng sản Trung Quốc do Mao Trạch Đông sáng lập. Nghĩa là tới năm Đinh Dậu 2017, Đảng Cộng sản Trung Quốc tiêu vong vì bị phe đồng minh do Mỹ lãnh đạo đánh phủ đồng bằng bom nguyên tử. Nhưng trong sấm giảng người đời, quyển thứ tư của Sư Vải Bán Khoai có viết: nói cho bá tánh đằng tàn, chừng nào đến vạn đá vàng biết nhau. Bấy lâu nói trước mà sau, bây giờ nói chuyện mau mau tới rồi. Như ai mà có nghi ngờ, tôi thề chẳng có Phật trời nào sai. Cụm từ đến vãng là đến giờ phút cuối cùng, nghĩa là thay vì thiên cơ đến vào thời điểm trước là năm Đinh Dậu 2017, thì thiên cơ lại đến vào thời điểm sau, tức là năm Kỷ Dậu 2029, nghĩa là sau một con giáp, nói trước mà sau. Làm lành thì mình đặng tồn, làm dữ ác thu sát hồn nuốt tiêu. Người hiền nói ít biết nhiều, cơ trời đã định chẳng chiều thì mai. Thiên cơ nếu chưa xảy ra vào thời điểm trước, tức là năm Đinh Dậu 2017, thì chắc chắn sẽ xảy ra vào thời điểm sau, tức là vào năm Kỷ Dậu 2029. Xin mời quý vị cùng lắng nghe sấm giảng tiên tri, nguồn tham khảo tại Kinh Sám Thất Sơn. Phật Thầy tiên tri những năm tới: buồn dầu dầu, buồn dầu dầu, hỗn ngôn xoay lại đời nay mơ màng. Mèo kêu vang, mèo kêu vang, rắn rồng sờ chạy vào ngàn ẩn thân. Ngọn cờ phất trống thùng tan, kẻ lên người xuống hai đàn khác nhau. Quặng ruột đau, quặng ruột đau, Phật tiên thương chúng già sầu hẻo khô. Gắn công lục tự Nam Mô, hòa mây cả suối gặp hồ liên hoa. Phật trời lòng lại xót xa, giáo trong thiện chủng long hoa mà nhờ. Gió đưa ngọn cỏ phất phơ, sẽ coi cuộc thể như cờ bị vây. Cảnh đã say, cảnh đã say, nhành lai đời khác đổi thay cuộc đời. Xem trong máy tàu hết rồi, ngựa nghiêng biển thầm rã rời bờ ao. Thuyền ai chạy tới sông đào, thuyền ống bát nhã Phật vào độ dân. Khuyên người sớm xả bụi trần, dắt cho khỏi chốn mê tân bở người.
súc sanh ngạ quỷ là loài, màng chi nhận chốn lạc loài đọa thân. Tây phương thẳng bước chân lần, hưởng nhờ muôn thuở bụ châu thiểu gì. Tính thành truyền dạy vân vi, bở người lớn nhỏ sao không giữ gìn. Nãy xem cảnh thế thình lình, vô thường quỷ giận ái binh đằng nào. Sớm còn tối mất lao đao, tỷ như trời chớp sáng nào đằng lâu. Dầm canh thâu dầm canh thâu, thở than than thở lo âu cho đời. Nghĩ trong cuộc thế vơi vơi, khổ tăng gia khổ trong đời gian nan. Chích trong Sấm truyền Đức Phật Thầy Tây An, trang 105-106. Lời bình về những câu sấm. Những cụm từ như mèo kêu vang, rắn rồng sờ chạy, ám chỉ những năm Quý Mão 2023, Giáp Thìn 2024, Ất Tỵ 2025, chiến tranh châu Âu sẽ vô cùng khốc liệt, thành đô tan nát, người chết tan thương, đói khát tràn lan. Đức Phật Thầy khuyên chúng sanh hãy ráng niệm Phật, gắn công lục từ Nam Mô, hòa mây cả suối gặp hồ liên hoa. Nam Mô A Di Đà Phật. Sydney, ngày 11 tháng 9 năm 2022, Kỳ Vân cư sĩ biên khảo. Xin mời quý vị cùng lắng nghe sấm giảng tiên tri, nguồn tham khảo tại Kinh Sấm Thức Sơn. Mỹ quốc lắc đầu, Âu Châu giật mình, cầu đơn khôi phục Nam Đình. Trung ương có chúa, nước mình có vua, cầu đơn chẳng có hơn thua. Ráng tu ráng sửa, bốn mùa gần ra, đơn kêu mở hồi long hoa. Đờn kêu anh chị chóa nhòa hai tay, đờn kêu quả trước mình vay, thì giờ đáng trả rứt rây đừng phiền. Đờn kêu hồi Phật thánh tiên, kỳ này thầy mở tại miền Bảo Châu. Đờn kêu ác thảm không lâu, cầu đờn bốn biển năm châu gặp gần. Đờn kêu cầu dạng ráng nhìn, nhìn xem cho kỵ đạo mình chớ ai. Cầu đơn pháo nổ lầu đài, đơn kêu triệt hết bi ai thảm sầu. Đơn kêu Mỹ quốc lắc đầu, bỏ tay chịu tội Âu Châu giật mình. Đơn kêu ông sẫm tràn trình, nỗi đâu có đó dân tình tường chưa. Cầu đơn tắt lặng mây mưa, phép màu của Phật tường chưa bỡ đời. Đờn kêu tỉnh dậy người ơi, đặng coi màn lớp của trời chuyển xoay. Tỉnh đi thấy Phật lầu đài, thấy tiên thấy thánh thấy ngài gần ra. Tỉnh mau coi hội thánh tòa, tỉnh đi coi được nam già đầy tràng. Lớp thì thác độ phong ba, lớp thì anh Mỹ anh Nga giật giành. Hạt nhân phóng xà tan tành, khắp miền thế giới Nam Thành an bang. Hết Mỹ rồi lại tới Nga, từ đây sắp đến đem ra đấu tài. Đờn kêu các nước ngoài lai, sắp mưu sắp kế ai hoài biết đâu. Làm cho rã quả địa cầu. Chích trong Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh Thuyết Sấm Giảng Đạo Khùng, trang 25 và 99. Thiền tịnh Bụ Sơn Sydney Ấn Tống năm 2002. Thế giới hồn không, theo quy luật vô thường lẽ thật, tâm an lành còn mất ra chi. Của thế gian bọt nước còn thì không đạo lý mê si đâu vận, vì cuồng vọng siêu cường giành đứng.
muốn bá quyền để xứng đàn anh, xúi dục nhau gây cảnh chiến tranh, ngao cò chịu tan tành thảm khổ. Đại thế chiến nhất nhì bùng nổ, đế quốc chưa hối ngộ lo tu. Bùa thiên la địa vọng sương mù, văn minh quả hồn ngu trở lại. Tần thủy hoàng đâu còn tồn tại, hít le tham độc hại tiêu tàn. Hai quả bom nguyên tử nổ vang, buộc nước Nhật đầu hàng sụp đổ. Bọn phát xít sói lang tần số, bài học chung chưa ngộ được sao? Cùng giống người xương trắng máu đào, cùng giọt lệ nếm vào thấy mặn. Tạo hóa ban con người bình đẳng, ai cùng yêu cũng nặng cái ta. Danh lợi tình bảo thủ lo xa, ưa tôn trọng hào hoa lịch thiệp. 100 năm phù du một kiếp, gia đình nào có hiệp không tan. Đóa hoa nào có nợ không tàn, dứt hơi thở có mang chi được. Khi hiểu ra chỉ còn tội phước, nên xưa nay nhiều nước biết tu. Nhưng còn nhiều tôn giáo lu bu, đạo tranh đạo rối bù thế giới. Đạo phải đưa kỷ nguyên đổi mới, đạo đâu cần danh lời đấu tranh. Trời thương che đất chở nhân sanh, đạo khả đạo trở thành phi đạo. Đời với đạo đua chen lồm xào, có lẽ nào tà giáo lòng hành. Đất Chúa Trời Thượng Đế vô danh, Như Lai Phật đắc thành vô tướng. Đồng tay hằng kính tinh tối thượng, thất chân truyền vay mượn sắc màu. Mắt vì tiền đâu biết vàng thâu, ai biết đủ trước sau từ tài. Anh cả phải thương đàn em dài, có lẽ nào băng hoài lương chi. Trước khi chồng đã chọn giống gì, xấu kết quả gặt y loài đó. Thế giới đang gặp bài toán khó, cộng nhân chia phải có phép trừ. Trừ lòng tham thiên hà vô tư, trừ độc ác chân như hiện hiện. Trừ hạt nhân tránh cơn nguy biến, trừ vô minh lộ diện bản lai. Chia cho nhau chẳng kể trong ngoài, chia tự giác sửa sai tiến hóa. Chia tẩy sạch vượt trên phước hòa, chia xong mời chủ tòa thái bình. Nhân nghĩa ra cứu vớt sanh linh, nhân đức thật tự mình sám hối. Nhân chỉ sáng xóa tan bóng tối, cộng tinh hoa rắn hóa thành rồng. Cộng thấu suốt hư không vũ trụ, cộng bao quát tình thương đầy đủ. Cộng hoàn thành thấy chủ nhân ông, trừ nhân chia cộng đúng đại đồng. Nhân loại phục số không quỷ giá, trời nhờ không tạo ra tất cả. Đất nhờ không biến hóa vô biên, người nhờ không thành bậc siêu nhiên. Không mới đắc Phật tiên thần thánh, tạo vũ khí chấp rằng giàu mạnh. Hàng võ thua kế mãnh lưu bang, lũ yêu tinh mình sắc đồng vàng. Gươm lục yểm chém tan hồn xác, cuộc tẩy trần quét đi bờn rác. Cho cây đời bát ngát tươi xinh, cây gầy thần đầu tử đầu sinh. Cường quốc muốn hòa bình hủy diệt, chịu đóng đinh chúa thành thánh triết. Phật vô ngôn bất diệt tôn thờ, trần thứ ba hóa giải thế cờ. Ngày phán xét đúng giờ thượng phạt. Vũ Thái Kiết Tường viết năm 2001, trích trong Sấm Vạn Thất Sơn trang 129-132, Thiền Tình Núi Sơn Sydney Ấn Tống năm 2003. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin mời quý vị cùng lắng nghe những trích đoạn của Sấm Vạn Tiên Tri, nguồn tham khảo tại Kinh Sấm Thất Sơn
và thiền tịnh Bụ Sơn. Bần sĩ vô danh biết cơ trời, làm sao tránh khỏi kỳ vân ôi. Ba bên bốn phía đang vây phủ, trùng trùng điệp điệp đến không ngơi. Rồi đây phong cảnh ôi thảm nào, khắp trong hoàng vũ sẽ rã rời. Buồn dầu dầu, buồn dầu dầu, hỗn ngôn xây lại đời nay mơ màng. Mèo kêu vang, mèo kêu vang, rắn rồng sờ chạy vào ngàn ẩn thân. Ngọn cờ phất chống thùng tan, kẻ lên người xuống hai đàn khác nhau. Quằng ruột đau, quằng ruột đau, Phật tiên thương chúng già sầu héo khô. Gắn công lục từ Nam Mô, hòa mây cả suối gặp hồ liên hoa. Phật trời lòng lại xót xa, giáo trong thiền chủng long hoa mà nhờ. Gió đưa ngọn cỏ phất phơ, sẽ coi cuộc thể như cờ bị vây. Cành đã xây, cành đã xây, nhành lai đời khác đổi thay cuộc đời. Xem trong máy tàu hết rồi, ngửa nghiêng biển thầm rã rời bờ ao. Thuyền ai chạy tới sông đào, thuyền ông bác nhà Phật vào độ dân. Khuyên người sớm xả bụi trần, dắt cho khỏi chốn mê tân bở người. Súc sanh ngạ quỷ là loài, màn chi những chốn lạc loài đọa thân. Tây phương thẳng bước chân lần, hưởng nhờ muôn thuở Bụ Châu thiểu gì. Tính thành truyền dạy vân vi, bở người lớn nhỏ sao không giữ gìn. Nay xem cảnh thế thình lình, vô thường quỷ giận ái binh đằng nào. Sớm còn tối mất lao đao, tỷ như trời chớp sáng nào đặng lâu. Dầm canh thâu, dầm canh thâu, thở than than thở lo âu cho đời. Nghĩ trong cuộc thể vơi vơi, khổ tăng gia khổ trong đời gian nan. Phước huệ xong tu, đến nay về Hà Thần Long. Tỷ như thuyền nhỏ bị phong giang hồ, Di Đà lục từ Nam Mô, vạn sanh tình độ ra vô thanh nhàn. Thoát nơi khổ hại mới sang, lánh vòng trần tục khỏi đàn tự sanh. Phận tôi cư sĩ tín thành, thầy truyền dạy chúng làm lành tu thân. Hạ nguồn cuộc thể cũng gần, tịnh tâm tự giác ân cần cho mau. Chuyện tu chẳng khó ở đâu, lấy câu bổ thủy làm đầu rất nên. Thiên thần biên chép đôi bên, thiện tăng ác giảm hư nên lời truyền. Mèo kêu lệ chảy dầm tuôn, ai ơi đừng khổ đừng buồn đừng lo. Đừng giàu đừng có bì so, mau trơn hối cải rồi lo làm hiền. Đờn kêu cho tới thì thiền, thôn quê cũng vậy nối liền cùng nhau. Đờn kêu sống bùa ba đào, ai khôn ai dài ai giàu cũng vong. Đờn kêu ai vĩ thiền công, rồi đây sẽ mở mây rồng tường chi. Đờn kêu tiêu hết còn gì, bần buồn nước mắt lâm ly châu mày. Ngồi buồn chẳng nói với ai, chỉ cơ chút xíu luận bài rồi xem. Đờn kêu bần đứng bên rèm, muốn về cho rảnh không thèm nổi năng. Đờn kêu chưa được tròn chăng, thì là thường để sang bằng tiêu tan. Đờn kêu đừng có nghênh ngang,
ỷ thân ỷ thể rồi tàn từ đây. Đờn kêu danh dự khỏa khuây, đờn kêu ai lũ tà tay chôn vùi. Đờn kêu phải ráng ngầm ngồi, ta thương ta nổi ta vui làm gì. Đờn kêu ơi hỡi sầu bi, mèo qua thình lại rồi đi nơi nào. Gò cao thành vùng thành áo, thành biển ta đâu đớn lòng. Rồi đây ngập đến rừng tòng, đờn kêu các bậc ráng trông ráng chờ. Thầy còn ẩn vàng bí thơ, chờ trong cơ đào vầy thời hồi quý. Đờn kêu ngàn dầm vầy thì, kêu trong bả tảnh lâm ly châu mày. Đờn kêu trong lại kêu ngoài, hết hơi hết tiếng hết bài thi văn. Đờn kêu việc đến khó khăn, bình dương còn dày ráng hằng ráng chi. Phép tài đấu chiến suy nguy, ba bên bốn phía hành nghi sẵn rồi. Chích trong kinh Phật Vương Di Lặc trang 23-25. Đức cậu bần sĩ vô danh ứng khẩu thuyết năm 1998, thiền tình Bửu Sơn Sydney ấn tống năm 1999. Xin mời quý vị cùng lắng nghe sấm giảng tiên tri, nguồn tham khảo tại kinh Sấm Thất Sơn. Từ đây nạn ách thình lình, làm sao biết rõ cơ này, Phật trời lọc lừa đáng quay thử trần. Tá bảo trọn nghĩa trọn nhân, quay lượt muôn phần bình gốc Phật tiên. Ta ngồi trực tiếp đằng biên, hồn linh ta gửi đồi thiên sơn bồng. Bởi còn thương tổ thương tông, cũng như Phật thấy xương chồng từ đây. Cha mẹ ta đó chớ đâu, phải còn siêu độ cánh thâu phản hồi. Phật còn hiểu thảo người ôi, gánh cha cộng mẹ đắp bồi tình thâm. Ngồi buồn nói chuyện xa xăm, lừa lại ít kẻ từ tâm hiền lành. Cốt người hồn đã thú sanh, tính toán giật dành nay thấp mai cao. Hỏi coi trời đình làm sao, tội người như núi quá cao ngút trời. Ngàn năm đời kiếp dân ơi, lão già nói thiệt có thời dối đâu. Thấy trong cơ cuối bắt rầu, Phật bắt nhịp cầu chúng đạp gãy ngang. Nghe theo chồm chuột thú lan, chạy bướng lướt càng bị lửa đốt thiêu. Tới đây trái đất hoành hiu, người ta thì ít quỷ yêu tan hồn. Tại người tu niệm bốn chôn, lướt mây theo gió quên hồn thiên nhiên. Bất cần nghe lão khùng điên, biết cơ trời đình nên khuyên dân tình. Từ đây nàng ách thình lình, tội vay thì trả chính mình tạo ra. Còn trách trời Phật hét la, tâm sanh tâm diệt rõ mà như trăng. Trích trong Đường Về Tà Lơn trang 65-66. Đức thầy bần sĩ vô danh thuyết: biến dời cuộc thế thình lình, thiện tồn ác thất thiên đình số phân. Vần say thế giới phàm trần, sự mình không biết mưu thâm ở người. Hư nên nhờ phần Phật trời, nón băng đức lỡ giữa vời linh đinh. Phải làm như bổn nhật trình, trẻ già xin nhớ giữ gìn mà coi. Niên như điện nguyệt như thôi, vần say thế giới luân hồi chẳng chơi. Có người thiền nữ truyền lời, nhất vân thiên lộ mấy trời thinh thinh. Nhị vân thánh ứng quang minh, tam vân triều hội gia đình phân vân.
Ngó xa xem cùng thấy gần, xa gần gió tạc bụi trần sạch không. Hắc đầu tự bạch đầu ông, bở người dương thế sao không coi đời. Đạo vơi vơi, đạo vơi vơi, đường xưa cảnh cũ lập đời sửa xây. Buồn khoanh tay, buồn khoanh tay, thấy trong con tàu khéo xây là lùng. Nãy xem cảnh thế thình lình, vô thường quỷ giận ai binh đằng nào. Sớm còn tối mất lao đao, tỷ như trời chớp sáng nào đằng lâu. Dầm canh thâu, dầm canh thâu, thở than than thở lo âu cho đời. Nghĩ trong cuộc thế chơi vơi, khổ tăng gia khổ trong đời gian nan. Kìa kìa quỷ mì khởi loàn, xà thương hộ dạo đã đoan hồi này. Phần thời giặc giả phủ vây, phần thời đổi khác thân rầy chẳng yên. Lắng xăng nhiều cuộc đạo điên, sờ trong thế sự như thuyền chạy khơi. Đã hết lời, đã hết lời, khuyên răng dạy biểu cho người thiện duyên. Trách lòng nhiều sự chẳng kiên, ốm đau cầu giảm án thuyên chẳng màng. Biến sanh những sự tà gian, hủy tăng phá giới lòng toan hại người. Thế nay càng sự đã rồi, mở mang dời đổi lập đời thường nguôn. Chẳng luân thiên địa tùng hờn, hồi này thấy lửa tàm lam cháy mày. Ít ai tỏ biết đằng hay, ví như cầm chén rủi tay bể rồi. Thầy xưa lời dặn hẳn hồi, thật nhân nhân thật đến hồi chẳng không. Oan oan tương báo chập chồng, tham tài tích đại mình không xét mình. Khiến xui phụ tử tương tranh, cha không lành thảo con lành đằng đâu. Chúng quân phụ tử làm đầu, phản quân sát phụ hỡi câu sách nào. Trời xui trăm vật trăm hao, để cho đồ khổ xiết bao nhọc nhằn. Ngọn phù thủy cuộc đất xây, rồng nằm đáy biển sông Hằng hững xương. Bao giờ hưởng thọ kỳ hương, tuệ tăng vạn tuệ lưu phương lâu dài. Sánh thân này khổ bớ ai, trăm ngàn việc khổ chất hoài vô thân. Phú hết phú, bần hết bần, thân vong tài tản quan dân cùng đồng. Khiến xui vợ lại giết chồng, con mà hại mẹ tình không yêu vì. Anh em đồng khỉ tương ly, quân thần phản nghịch thế thì hạ ngôn. Đổi dời hải thủy băng sơn, tiêu đường quỷ mị nghĩa nhân lập đời. Tám ngôn quy dần lại rồi, tan điền thương hại rã rời đổi xoay. Lần lần tay tỉnh tối ngày, người nay như thế thấy rầy lại không. Chữ rằng nhân vật giữ đồng, vật còn biết tánh người không tỏ tình. Ngồi buồn than trách một mình, thương trong thế sự thình lình tiêu tan. Trích trong Sấm Truyền Đức Phật Thầy Tây An, lưu ở đình Tòng Sơn năm 1849, Sydney ngày 15 tháng 2 năm 2023, Kỳ Vân cư sĩ biên khảo. Nam mô Nhất Thiên Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam mô Nhất Nhất Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Sấm Giảng Tiên Tri, nguồn tham khảo tại Kinh Sấm Thất Sơn. Trời Phật tóm thâu, tới đây thay dạng đổi hình, dầu khôn dạ dài thử tình quý nhân. Dốc lòng bộ đất thi ơn, không ai gắn già keo sơn với mình. Tâm thư gửi trước kỹ tình, lắm nguy tị nạn đem hình lại sâu. Nhiều người dạ oán con trâu, thơ tiền bất tỉnh biết đâu con mèo.
lắt léo lời nói hiểm nghèo. Dần mèo như thể qua đèo người ôi, nghĩ rồi tôi lại thương tôi, oán tôi oán thời thôi phần mình. Như vậy uổng trí xuất tình, nào ai có ép nghe mình tài đâu. Mượn gươm thần huệ cao sâu, vô tình cho đỏ thương đâu nói dài. Thầy ra hai chữ văn tài, chữ mắt thì biết rẻ ngoài thì không. Dốc lòng niệm Phật chí công, chữ rẻ còn nhớ mắt không biết rầy. Chữ rẻ còn nhớ đề bài, chữ mắt thời dẫu thương thầy thì công. Ngồi buồn lời nói minh mông, xui thầy thương tớ trò đông càng tình. Phi lan phản giả chê hình, lâm nguy lục thị thương tình nguyệt nga. Kim ngọc mê xương tự ca, đời này vây trả xét ra sờ thầm. Không biết thời nổi người lầm, người mà biết đạo lỗi lầm về đâu. Nay đà trời Phật tổm thâu, nói cho các nước lo âu việc đời. Luận sao đặc để thuận lời, bình phân ý tử người đời ghét thương. Xin mời quý vị cùng lắng nghe sấm giảng tiên tri, nguồn tham khảo tại Kinh Sấm Thất Sơn. Bồ Tát Thanh Sĩ Tiên Tri, Thế Chiến Thứ Ba. Bốn phương khói lửa dậy đầy, giữa mình đâu chắc an bài viễn miên. Những ngày tai họa điên liên, năm châu thế giới đâu yên chỗ nào. Trải qua Nga Đức Nhật Tàu, kéo luôn thế giới hô hào chiến tranh. Tiểu bang đại quốc xúm giành, kẻ thì lo cướp người tranh lợi nhà. Thiết tha ôi rất thiết tha. Bây giờ ta mới nói ra, sắp đây mở hội long hoa bở người. Lọc ai phước đức cao dư, đặng mà lặp lại con người thường nguôn. Nói ra có kẻ buồn hờn, ta đâu có sợ kéo sơn được rồi. Nói đi nói đứng nói ngồi, nói rằng nứt nắp bể nồi rã hai. Nói rằng cuồng loạn hăng say, từ đây chảy hết được quay chỗ nào. Bên Tây rồi lại bên Tàu, bên Anh bên Nhật cũng nhào tiêu diêu. Không mai ắt cùng đến chiều, Mỹ Nga cũng vậy, Mỹ miều cũng sang. Chích trong Đức Cầu Bần Sĩ Vô Danh Ấn Khẩu Thuyết, kết tập sách Thiền Tình Bổ Sơn, trang 105. Say của thần tiên rất cuộc đời, say câu diệu lý hỡi người ơi. Say như Lưu Khánh ai thèm chịu, say thể trần đoàn mời thành thơi. Say mãi say hoài say vẫn say, say cho bá tánh tập xong bài. Say như nhân quỷ thì mang họa, say của lão khùng ách nàng bay. Say cho tiêu hết giống con buông, say của thánh nhân xuất lập tuồng. Say tạo một nền quý vàng vật, xây diều trăm họ vượt mấy chuông. Xin mời quý vị cùng lắng nghe sấm giảng tiên tri, tu để thoát đại hòa tầng thế. Bần sĩ Vô Danh tá bút trần, xuống miền hạ giới để khuyên dân. Dù bao gian khổ thân không ngại, mong cứu nhân loài đắc đạo nhân. Ta gửi thơ đạo phái sưu tầm, ráng tu đi chớ có lầm. Tài ta viết ta cầm sổ sách, biết sanh chúng còn sanh thịnh nộ. Còn tỳ hiềm còn khổ chớ gì, chấp nữ nam phân biệt làm chi. Đạo giáo lý ôi thì rõ biết, ngũ hành cùng các chư thần, từ đây sắp đến xuống gần chúng sanh.
Chuông kia treo sợi chỉ mành, chẳng lo thân phận lo dành bướm ong. Hiếu chung hãy liệu cho xong, đến trần gặp Chúa mới mong trở về. Bây giờ kẻ sợ người tề, hiền lương đến hồi cũng kề với nhau. Phật trời chẳng luận nghèo giàu, ai nhiều phước đức được vào cõi tiên. Hữu phần thì cũng hữu duyên, sửu tâm hiền đức cõi tiên cũng gần. Ta mang mình thật xác trần, rã tay dắt chúng được gần bồng lai. Mai sau nhiều cuộc đức cày, đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa. Lập rồi cái hồi long hoa, đặng coi hiền đức được là bao nhiêu. Gian tà hồn xác cũng tiêu, thảm thương bá tánh chính chiều ruột đau. Mặc ai tranh luận thấp cao, thương trong lê thử xảo xào từ đây. Chinh chinh bóng xế về tay, đó nhìn trần thế xác thay ê hề. Thương trần ta cũng ráng thề, đặng cho bá tánh liều bề tu thân. Tu hành chẳng được đức ân, thì ta chẳng phải xác thân người đời. Phật truyền ta dạy mấy lời, đặng cho trần thế thức thời tu thân. Nào là luân lý tứ ân, phải lo đền đáp xác thân mới còn. Ai mà sửa đặng vuông tròn, lòng vân đến hồi lầu son vừa kề. Đừng ham làm chức nát nia, ngày sau như khóa không chìa dân ôi. Tu hành như thể thả trôi, nay lỡ mai bồi chẳng có thiền tâm. Mù sâu thì hòa cũng thâm, ngày sau sẽ biết thú cầm chỉnh ghê. Hùm beo tay tường bồn bề, lại thêm ác thú mạng xà rít to. Bả gia ai biết thì lo, gác tay dèm xỉm đôi co ít gì. Hết tay rồi đến huê kỳ, xu cao thuế nặng vậy thì thiết tha. Dân nay như thể không cha, chẳng ai dạy dỗ thiệt là thảm thương. Trích trong Khuyên người đời tu niệm của Đức Thầy Đức Huỳnh Phủ Sổ, viết ở Hòa Hảo năm 1939. Đức Huỳnh giáo chủ đã thuyết bài pháp trên chuyến xe khuyến nông từ miền Tây về Sài Gòn vào tháng 6 năm Ất Dậu 1945, có những câu sấm kêu gọi toàn dân cảnh giác quyết tâm đoàn kết chống giặc Tàu như sau: Mì Châu ơi hỡi Mì Châu, mê chi thằng chệt để sầu cho cha. Tăng sĩ quyết chùa am bế cửa, tuốt gươm vàng lên ngựa sông pha. Đền sông nợ nước thù nhà, thiền môn trợ gót Phật Đà Nam Mô. Lời thầy dặn môn đồ kiên quyết, phải giữ non nước Việt từ đây. Giặc Tàu mu mèo bủa vây, chiếm cồn đắp đảo đêm ngày biển đông. Dân Hồng Lạc một lòng chống giặc, không để cho Tàu tặc lòng hành. Vẽ bản đồ u lấn ranh, ỷ mạnh hiếp yếu lưu manh côn đồ. Là người Việt ở mô cũng vậy, thề kết đoàn lần lại chống Tàu. Tinh thần yêu nước dương cao, nói theo tiền bối tự hào hùng anh. Là người Việt vang danh bất khuất, từ ngàn xưa giữ đức tổ tông. Toàn dân Hồng Lạc đồng lòng, diệt Tàu cứu quốc lập công sơn hà. Là người Việt tiên gia dòng dõng, nói tinh thần phù đồng thiên liêng. Vua Hùng linh ứng cơ huyền, hào quang hiện hách lưu liên muôn đời. Là người Việt biết thời giữ nước, lòng trung kiên mực thước ngay răng. Dù cho thủy kiệt sơn băng, tinh thần son sắc như trăng đêm rằm. Là người Việt muôn năm trung trực, gương hùng anh vượt bậc chống tay. Hiếu chung vẹn vẻ râu mày, nêu cao ái quốc xưa nay vẫn còn. Là người Việt nước non gìn giữ, chống ngoài xâm thách thử không sờn. Dù cho thủy kiệt sơn băng, quyết lòng yêu nước đền ơn tiên rồng.
là người Việt con hồng chẩu lạc, chống giặc tàu cứu thoát cơ nguy, những mong rạng rỡ thời kỳ, long hoa đại hội khóa thi cần kề. Tâm sự người tu. Người tu phải gàn lòng đúng lý, nếu người tu cho kỹ mới thành. Tu rồi đâu có lời danh, sớm chiều rạo bước đường lành mà đi. Người tu thấy việc gì cũng giả, kiếp mau đi rồi trả lại phàm. Mang nhiều khối trượt phải cam, tại tu không có luận đàm trống trong. Người tu ráng thoát vòng tục lụy, ta nói đây để chỉ đoạn đường. Đó là tâm sự mến thương, người tu đừng có vững vương chi trần. Giờ thầy dặn cân phân mọi lẽ, tâm sự rồi san sẻ nổi gì. Người tu chỉ biết đại bi, đại lòng đại lượng vậy thì mà thôi. Đừng có nghĩ xa xôi gió tạt, mưa sắp phong tan nát cuộc đời. Người tu đâu thành đâu vơi, đâu cần việc đó rã rời làm sao. Người tu phải phóng hào soi sáng, tâm sự người quỷ đáng mấy phần. Người tu càng phải phân vân, nhất là gạn lọc hồn thần bình yên. Người tu phải châu liền mát mẻ, không được theo được vẻ mọi điều. Lúc nào đạo hành chắc chiêu, soi lòng cho càng sớm chiều rảnh rang. Tâm sự người hỏi han tận độ, Phật nhiệm màu ráng cố kiên trì. Người tu phải ráng đại bi, tấm lòng đại lượng vậy thì cho cao. Người tu ráng phúc hào soi sáng, tâm sự người xứng đáng vô cùng. Người tu đâu được ung dung, nghiệp oan nghiệp trước phụ trùm bao vây. Người tu ráng chữa đầy đức độ, tự tá tu giải khổ chính mình. Tu hành phải chọn đức tin, ta đây tâm sự minh minh cho người. Ráng vui vẻ tâm từ xuất hiện, nói ít lời ngụy biện tách liền. Nói ra phải có đủ duyên, toàn lời tốt đẹp đặng khuyên người lành. Tu cho đúng phước lành hưởng lấy, người tu ơi không thấy hay sao. Đi về cửa Phật lâu mau, cứ mài cứ miệt công cao quả đầy. Người tu ráng canh chày suy nghĩ, phải làm sao tu kỹ nghe chưa. Sớm hôm đại pháp đại thừa, có hàng chư Phật đón đưa mình rồi. Tu phải chịu quả nhồi vô kể, đừng buồn phiền kể lễ tội mang. Người tu đâu được rảnh rang, trả đi xác thịt đừng mang nặng nề. Sau rồi rảnh bồ đề nương tựa, Phật ngày kia đã hứa không sai. Hôm nay tâm sự ai hỏi, người tu như thể bị đầy miền xa, không được thoát mở ra cửa miệng. Nói nhiều lời ngụy biện nhiều câu, nói ra trời Phật chấn thâu. Người tu để đó sòng nâu mặc vào, tu đừng để tiêu hao tài sản. Tinh khí thần là bàn của ta, cánh khuya núp bóng Phật bà, sĩ bần an ủi vậy mà người tu. Khổ khổ lắm công phu đừng bỏ, soi mau đi hiểu rõ chớ gì. Ngày qua tháng lại từng khi, mình làm sai trái mình truy biết liền. Đừng có tạo gây phiền mang tội, tu suốt đời nhàn rỗi được đâu. Nghe lời thầy dặn đôi câu, ta đây tâm sự cánh thâu người hiền. Người tu phải thường xuyên quằn nặng, xem lòng ta biện vắng đây rồi. Bể trần khổ lắm người ơi, vang vang tiếng nói vung bồi giúp cho. Người tu đạo đừng lo gì nữa, hằng hằng đêm gội rửa tâm mình. Biển thân biển thể đẹp xinh, sắc thần màu nhiệm quỷ tinh chạy dài. Nếu tu đúng ai ai cũng nể,
khỏi phải cầm kinh kệ làm chi, dập tắt ngọn lửa phương phi, phục hồi trở lại từ bi châu dồi. Muốn nhàn nhẹ người ơi phải ráng, đúng người tu biết càng biết sâu, chinh phục mình học từng câu, việc đời thảy đỏ bỏ âu cho rồi. Niềm an ủi xa xôi như thể, kêu người ơi độ lệ tuôn rơi. Đây là tâm sự cấp thời, để người bớt bớt dần thời phàm gian. Mình đã xuống cu mang mấy kiếp, nay hiểu rồi có dịp rất may. Tình huynh nghĩa đệ trong ngày, đem lời nhắn nhủ hàng ngày người tu. Nếu cương quyết thì tu đắc đạo, dẹp hàng rào gai bão bên ngoài. Lúc nào cũng trượng thọ lai, lúc nào cũng gặp việc may đừng buồn. Đừng có nghĩ điên cuồng vùng dài, thì chúng ta thất bại đường tu. Không nên nghĩ đến vọng dù, hà mình khép lại công phu an nhàn. Người tu phải rảnh rang khắp cả, đại thành lòng hỷ xả chúng sanh. Lúc nào cũng chọn bạn lành, về miền tình độ hưởng nhành quế chi. Tu rồi có việc gì đau khổ, tâm sự người hiểu rõ hay chưa. Cuộc đời sóng bùa mây mưa, ta cần gần gũi sớm trưa người hiền. Đặng an ủi thường xuyên học đạo, đi trong mây được vào cõi trời. Danh vang bốn biển người ơi, người tu cho tốt tuyệt vời thâm sâu. Đẹp với tốt ở đâu cũng đến, tu đắc rồi bờ bến cách ngăn. Bây giờ chịu khổ khó khăn, ta đây tâm sự sang bằng người tu. Tu như thể ở tù thấy khổ, nhướng lông mày rồi nhổ sạch trong. An nhiên thanh tịnh tâm lòng, có gì mà sợ thoát vòng tự sanh. Này kêu bạn đồng hành tu niệm, tâm sự rồi âu yếm nghe chưa. Người tu đòi gió đòi mưa, chịu nhiều cực khổ sớm chưa mau thành. Đâu có lời có danh mà chấp, lời thầy trao tu gấp vận bền. Mình tu đừng nghĩ tuổi tên, nhớ rằng Đức Phật còn quên lầu đài. Tu như kẻ ăn mày hành khất, đâu có còn sợ mất của chi. Chắp tay niệm Phật mau đi, ngồi nằm cũng vậy kiên trì đừng quên. Tâm sự đỏ đặng nên chia sớt, kêu người ơi đường chợt ráng đi. Tu hành thì phải gian nguy, tại mình phát nguyện trời ghi Phật đề. Cực chút nữa ta về an rạnh, biển đổi đi cái cảnh phàm phu. Bây giờ rõ bậc ta tu, thì là cho vẹn sĩ nhu hằng ngày. Xác thân ta có phai có lợt, tiền bạc ta hao hớt thế nào, cũng không để chỉ thần hao. Phải lo chinh phục làm sao cho tròn, ngày đã cuối lối mòn sắp mất. Tâm sự rồi giấu cất đặng lo, mau mau bước đến chiếc đò. Đò thầy còn đợi chuyện trò người tu. Xưa không rõ mịt mù choáng váng, nay tu rồi các bạn hiền ơi. Tịnh tâm lọc lược từng lời, đặng rồi cứu vớt cái đời hà ngôn. Mình chia sớt từng cơn cũng được, mình tu rồi ít trượt nhiều thanh. Chẳng phải mình hợi để dành, mình cho đồng bạn tâm lành như ta. Người tu phải hải hà chi lượng, gặm suy đi không sướng chỗ nào. Giờ này như giấc chim bao, mình tu rất quý hơn nào vàng muôn. Ráng đi bàn khai tuồng mạc đạo, ráng trong mây mình vào cõi trời. Người tu tâm sự mọi nơi, cùng là chia sớt cái đời dâm ô. Mong người tu đừng vô cạnh ấy, chỉ cho tường là bảy gái trong. Ráng đi soi rọi trong lòng, đặng mà quả nghiệp đền xong đặng về. Tu kỹ lượng chỉnh tề trở lại, nếu bằng không nguy hại mất liền. Bao năm suốt tháng làm hiền, cũng như lượm lặt của tiền đầy nóng. Giờ không biết trong lòng rải hết,
người tu thì đoàn kết với nhau, rủi cho sống bùa ba đào, người tu an ủi cùng nhau đặng thành, mau bước khỏi hôi tanh biển khổ. Người tu thì tìm chỗ gửi nương, nhất là dày dàng gió xương, tìm mẫu giải thoát con đường gian nguy. Đắm say mãi có gì mà tiếc, người tu ơi có biết hay chăng, bây giờ thầy rạo bút văn, ta cùng đồng bàn khó khăn khuyên về. Ta tâm sự chỉnh tề chút ráo, ta gần ngôi tam bảo hàng ngày, lý trần thầy dạy không phai, đem ra an ủi đêm ngày cùng chúng. Ta tâm sự ngày cùng với đạo, nhắc từng cơn rồi vào từng nơi. Mình tu không phải nói chơi, tu hành cực khổ nói đời ngày kia. Kiểm tu đúng xớt chia mọi sự, cõi ta bà đâu giữ việc gì, có ngày cũng phải chia ly. Người tu phải kiệm vậy thì chó ra. Kiệm lại đi chính ta gây tội, thì bây giờ đừng vội những gì. Lắng tâm niệm Phật mau đi, cũng là phải ráng cố truy hằng ngày. Đừng để lợt để phai không được, tâm sự người sau được vinh quy. Lợi ích chỉ có từ bi, thầy bán phước huệ vậy thì mình lo. Người tu chẳng giàu to của cải, chỉ trong tâm rộng rãi kia cà. Mình tu với hành thiết tha, lúc nào rộng lượng bao la tốt đời. Người tu phải tách rời bến khổ, mặc tình đời khạc nhổ chế khen. Mình tu làm đuốc làm đèn, có khi họ sụp chống phen tối dần. Người tu phải ân cần rốt ráo, chính là ta tam bảo chùa nhà. Đằng thờ Đức Phật Thích Ca, hay thờ thầy tổ của ta hằng trì. Người tu đừng sảnh bì chi nữa, tâm tịnh rồi mừa tựa bồ đề. Lúc nào nảy nở xúm xuê, đừng cho khô héo tứ bề làm sao. Tu phải ráng dồi dào đức hành, có người tu bên cạnh xớt chia, đó là thầy thức canh khuya, ra bài cho đó xớt chia đằng nhờ. Mình tâm sự hiện giờ hiền đức, xớt vớt chia đại lực đại hùng. Người tu phải ráng sống chung, không gì chia rẽ trùng phùng đảo lai. Người tu niệm chia hai mà sống, góp phần đi nền mỏng đắp xây. Đừng nên nói vợ nói hay, tu rồi đâu có tao mày như xưa. Người tu ráng mũi dưa không mặn, ăn để tu lặng lặng để thành. Mình tu đâu có lời danh, mà dành mà giật rã bành tiêu tan. Nay tâm sự trang hoàng một chút, người tu ơi tả túc bồ đề. Hành trang phải ráng cần kề, thầy mình chỉ dẫn tử bề yên nhiên. Rất chu đáo người hiền mau lẹ, tâm sự đây san sẻ vui buồn. Người tu mắc lệ hay tuôn, vì tu cực khổ chiều buồn sáng vui. Người tu ơi đất nguôi cho gấp, vì lệnh trên trời sắp đình rồi. Mình nên trả nợ đây thôi, mình tu an rảnh mình ngồi minh minh. Tu để độ thân mình cho đắc, còn cân phân mỏ mắt tội thay. Người tu không tịnh còn say, tu mãi tu hoài có được chi đâu. Người tu niệm đừng sầu đừng khổ, tâm sự người đứng giữa trung minh. Ráng mà học sự soi kinh, để noi dấu lại đời tin sau này. Người tu chớ luận gầy đấu ốm, phải nhìn đi ghê gớm suối trần. Trượt bẩn trôi mãi mấy lần, bập bền suối nước làm sao mình hồi. Tu không luận không ngồi suy nghĩ, ai thay ta dạy chỉ người ngu. Liên đài sau được ngao du, mười phương chư Phật công phu đằng về. Người tu ơi nặng nề chí nữa, đêm canh khuya tắm sửa sạch ngần. Đặng cho ổn trí ổn thần, tâm linh ổn định soi ngần sáng ra. Tu phải đạt tính ba huyền bỉ,
đó là thầy dạy chỉ cho mình. Bớ này các bậc thứ sinh, anh em đồng đạo đăng trình hoàng khải. Tâm sự với ngày nay người tỉnh, ráng mà lo nhã nhìn hài hòa. Phật gần mình chớ có xa, thầy mình kiểm duyệt đạo mà thành công. Người tu phải đại lòng quyết chí, đem thân này bổ thí không sao. Dù cho luận thấp hay cao, đùa chen chi lắm sắc màu rồi lui. Người tu chớ ham vui là dài, hãy quỳ sinh lạy bái từng giờ. Tình thương vô bến vô bờ, người tu phải ráng đừng ngờ sáng chân. Người tu chớ vui mừng không có, giờ tịnh tâm đừng bỏ phút giây. Lúc nào cũng tưởng Phật thầy, lúc nào cũng tưởng giờ này thoát ra. Đó là mình đạt tinh ba, khi xưa mình ở ái hà nổi trôi. Nay mình biết tu rồi lên tới, tu nửa đi thế giới mình về. Lời này tỉnh giấc đừng mê, cùng nhau tu niệm đặng về thầy ban. Tâm sự ở thảo trang an rảnh, thầy huyền cơ biến cảnh dày đời. Bây giờ an ủi người ơi, ta đây tâm sự với thời người tu. Ngày nay ta xuống hồng trần, chiếc thuyền đại đạo lúc gần lúc xa. Ta đâu có nghĩ thân ta, quyết lòng chờ hết bá gia phản hồi. Thảm thương dân chúng dân ơi, cho nên ông lão không ngồi ngự yên. Bây giờ còn xuống trần miền, còn khuyên còn giảng còn liền nhủ tâm. Xuống trần già điếc già câm, ông đã xuống thế nhiều năm đấy rồi. Bây giờ còn xuống nữa thôi, xuống bằng chân Phật phản hồi rất mau. Tâm sự người tu để trở về, trần gian khổ sở chớ lê thê. Tu hành rốt ráo ôi thành đạo, hoa nở chính mình sắp xum xuê. Người tu ơi hỡi người tu ơi, ta nói ra đây chỉ mấy lời. Tâm sự với người rồi ta biến, chúc người an lạc được thành thơi. Nam mô A Di Đà Phật. Trích theo lời của Đức Thầy Bần Sĩ Vô Danh, năm Tân Sửu 2021.